là tới mình bảo anh là nhập nhập hình tròn yên tâm. Là tới sẽ cập nhật hình tròn giờ này. Em chuyển khoản. Được, ok đấy. Bán cho mình 1 trong 3 cái này, bán cái nào được ạ? Đây là một vài bác tài đang chế cái vé cái phanh tay của Hyundai Gold, của Hyundai HD Gold. Đấy, bác đang vé cái này thì bác biết về là vấn đề gì không? Để anh về anh chế vào con xe Hyundai, con Kicker 210 đời mới 230 270, vì con này Gold ấy, Hyundai nó có cái chức năng rất là hay. Các bạn biết chức năng gì không? Nó có cái gạt đấy các bạn này. Thì khi anh em mà chế giường, anh em nằm ấy, anh em có thể gạt phanh tay, nhưng mà lại ở cái chế độ nằm xuống dưới thì các bạn sẽ không bị tì chân và nó không bị mỏi chân. Đây là bác ấy đang vé lại, phát thảo lại cái tay phanh Gold của Hyundai anh em nhé. Đấy, để về để làm sao mà để có thể là chế được vào con Isuzu Picaro. Đó, loại gì này. Đấy. Lỗ đó, bác phải vé cái lỗ đó, quan trọng cái lỗ tay bắt. Đấy. Bác cứ bỏ hết á. Đấy, con này thì là nó có một cái phanh gạt này. Các bạn hình dung là các bạn đang kéo phanh tay, nhưng mà nó sẽ có chế độ là lăm xuống, thì để anh em nằm thẳng cái chân ra, không bị chạm vào cái chân và cái tay bên tay, nó không giúp mỏi chân. Đấy, đây này các bạn này, đây nhá, cái xe Hyundai nó sẽ có chế độ này này. Đấy, các bạn hình dung không? Thì khi các bạn mà gạt phanh tay lên thì có nghĩa là nó có chế độ nằm xuống như này, thì là cái chân của các bạn có thể duỗi thẳng qua đây mà không cần chạm cái bắp chân, gọi là không bị mỏi đau chân. Đấy, bác tài đang phát thảo lại toàn bộ cái sơ đồ của cái tay Hyundai Gold nhá. Rất là hay luôn. Nếu mà chế thành công thì đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay để cho anh em. Đấy, coi như kéo đấy, coi như là như thế là kéo. Đấy, khi nào bác kéo lên chế độ phanh tay nè. Đúng rồi, đây. Đấy. Vẫn có chế độ phanh tay. Đúng rồi, cái kéo xuống vẫn có chế độ phanh tay. Đấy, nó nhìn cả, đúng rồi đấy. Khi nào cho lên nó nhìn cái này thôi. Đấy, là tự động nó sẽ gạt cái lên. Thằng Hyundai nó làm cái này rất hay. Ok bác, đây hôm nay thì mình sẽ sắp cho bác một ít đồ của xe QKR mới nhá. Một đôi đèn gầm này. Chắc chắn là phải lấy thêm cái công tắc rồi thì nó mới đủ bộ. Đúng không? Đi cắt bớt đây đúng không? Đấy. Mình cũng ở đây. Nô cá bấm chiều kia hai chiều giống nhau bác nhá, lái phụ một chiều. Đấy, bác thấy không? Thì là một là bác bắt vít thì bác phải mất công bác chui vào gầm mà bắt. Đấy, chui vào gầm bắt đây. Còn hai là bác thích thì bác dán keo cho em tí silicone là xong thôi. Không cần phải lằng nhằng nhiều, vì miễn sao là cho nó dính vào đây là được. Còn đây luồng chân của nó đây. Đấy, quy cách đầy đủ hết rồi. Còn cái gì không bác? Ok, tạm thời là 3-4 món đúng không? Đèn gầm là 1 này, công tắc là 2 này, hai đôi, một đôi bóng chuẩn thay vào đây này, và một đôi che mưa. Ok bác, xong luôn. Đây thì bán cái bác tài ở xa qua anh em nhé. Công tắc xin, phản quang xin. Đấy, cái này thì nó sẽ có hai phương án. Sau khi bác dán xong, bác thích thì bác dán vào đây. Nếu mà bác không vướng thì bác bóc ra. Đấy, vì em không dám dán vào đây, nhiều người bị vướng, thành ra phải để riêng ra ngoài. Cái này là mấy trăm đúng. Cái nào bác? Cái đấy 750 ạ. Để anh nghiên cứu, nếu mà chế được thì anh này qua anh ấy. Vâng. Cầu cho chế được, bác mà chế được thì kiểu gì anh sẽ bán lại cho người khác. Anh cho đây cho em rồi. Không, thùng này đấy anh ơi. Thùng này đấy anh ơi. Anh tưởng là cả thùng này. Đấy, thùng này đấy. Cái này là cái quan trọng của sơ đồ, bản đồ. Cái này có không? Có anh, có. Giấu vào túi không gì? Không, cho vào cho anh, không rơi đồ ấy, trong có đồ đấy anh. Hai cái này có đầy đủ hết. Anh nhớ vệ sinh cho em cái bề mặt răng nhá. Anh yêu anh. Tiền rồi, tay gương cầu rồi, về che mưa, thảm táp lô có gì em bỏ hết anh nhá. Có gì alo cho em, và qua của em thì qua tiếp nhiều quá. Thôi có gì anh điện sau. Rồi, em cảm ơn anh nhiều, thank you anh. Thank you anh trai nhá. Anh trai ở Thái Bình à, đúng không? Đây, anh ở Thái Bình nha. Có gì anh em nhớ của mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nhá. Cảm ơn bác Tài.